làm quen. Chúng ta sẽ làm quen cùng với lại công cụ tô chuyển ở trong Photoshop. Ở buổi trước thì chúng ta đã nói tới lệnh tô ở trong menu Edit, lệnh Fill, và chúng ta đã làm quen với 9 cái option, 9 cái kiểu tô ở trong cái lệnh này rồi. Tuy nhiên các cái lệnh tô ở trong đó nó cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp tô Solid, tức là tô một màu thuần nhất, gồm có 3 kiểu ở trên cùng, 3 kiểu ở dưới. Cái đoạn lệnh ở giữa thì có tô kiểu Pattern, tô kiểu History và một cái nữa là Content Away Scale. Thế thì như vậy là chúng ta đã làm quen với từng đấy kiểu tô. Tuy nhiên vẫn còn một cái thứ tô nữa, đó gọi là tô chuyển. Thì chúng ta sẽ không phải làm việc ở trong công ở trong lệnh, mà là chúng ta sẽ làm bằng công cụ. Thế để làm việc với lệnh tô chuyển như thế này thì chúng ta sẽ chọn công cụ tô chuyển là công cụ Gradient Tool. Các bạn có thể nhấn phím tắt là phím G để chúng ta gọi nó. Trước hết thì tô chuyển thì nó có yêu cầu là sẽ có 2 màu trở lên để hòa trộn vào với nhau, thay vì một màu duy nhất như những cái thao tác tô trước đó mà chúng ta đã làm quen. Và thông thường thì Photoshop hay dùng mặc định đó là màu tiền cảnh trộn với màu hậu cảnh. Đây, nhắc lại, màu tiền cảnh là ô này, đúng không? Ô phía trên, và màu hậu cảnh là ô phía dưới. Màu tiền cảnh màu gì, màu hậu cảnh màu gì thì khi chúng ta chọn cái công cụ này nó sẽ trộn một cách mặc định giữa hai màu này với nhau. Thế thì các bạn lưu ý là khi chúng ta chọn công cụ này, chúng ta sẽ nhìn lên trên thanh option. Trên thanh option thì nó có một cái khu vực preview cho chúng ta xem trước nhanh là cái kiểu tô đó là cái gì. Các bạn có thể bấm vào mũi tên nhỏ ở đây để các bạn sổ cái danh sách này ra. Thì các bạn sẽ thấy ở trong này có rất nhiều các cái mẫu tô. Nhưng các bạn đặc biệt lưu ý cho tôi ba cái kiểu đầu tiên ở trong cái danh sách sổ ra này. Lần lượt 1, 2, 3. Ba cái này là ba cái đặc biệt mà chúng ta cần phải nhớ. Gồm có là cái gì? Cái đầu tiên là foreground to background, là màu tiền cảnh tô tới màu hậu cảnh. Trường hợp thứ hai là trường hợp foreground to transparency. Trường hợp này thì nó chỉ lấy duy nhất một màu tiền cảnh, nhưng nó lại tô giảm dần yếu dần cho tới khi trong suốt. Và trường hợp thứ ba là trường hợp black and white. Trường hợp này thì nó không cần quan tâm là ô màu tiền cảnh có màu gì, ô màu hậu cảnh có màu gì, nó luôn luôn tô bằng màu đen và trắng. Thì đây là ba trường hợp đặc biệt các bạn cần phải nhớ cho tôi. Còn lại tất cả các thứ khác thì nó chẳng qua là các cái thư viện màu cho sẵn của Photoshop. Nó giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn. Khi mà chúng ta có một cái nhu cầu muốn tô một màu chuyển nào đó thì chúng ta sổ danh sách này ra và quan sát ở trong cái danh sách mà Photoshop cung cấp, xem có cái mẫu tô nào nó giống như là cái mong muốn của chúng ta không thì chúng ta có thể lấy và sử dụng luôn. Còn nếu gần giống rồi thì chúng ta cũng có thể lấy ra, chúng ta điều chỉnh thêm một chút làm sao cho nó thực sự là đúng với nhu cầu của mình rồi chúng ta sẽ tô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái kiểu đầu tiên là kiểu mặc định là foreground to background. Thì các bạn quan sát là cách dùng, chúng ta sẽ chọn vào cái ô này để chọn nó. Sau đó thì chúng ta bắt đầu đưa vào trong cửa sổ làm việc hay là vào trong tài liệu của chúng ta, và chúng ta sẽ kéo chuột. Các bạn có thể kéo ngang, có thể kéo dọc, có thể kéo lên, kéo xuống. Tuy nhiên trước khi kéo thì các bạn cũng xác nhận cho tôi là cái biến thể kiểu tô nó là cái gì. Ở đây thì chúng ta có 5 cái biến thể tô khác nhau. Chúng ta làm quen với kiểu đầu tiên và cũng gần như là kiểu mặc định, đó là kiểu linear hay là kiểu tô thẳng. Chúng ta sẽ làm như sau. Trong ơi. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bắt đầu bấm chuột đó và kéo một đường như thế này. Khi chúng ta nhả chuột ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái mẫu tô gồm có hai màu là màu tiền cảnh và hậu cảnh trộn lẫn với nhau. Thế thì cái phép tô này nó sẽ phân chia đều, gồm có một nửa là màu nọ, một nửa là màu kia. Và nó có một cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý,
là điểm bắt đầu của chúng ta khi mà chúng ta nhấp chuột, mà điểm chúng ta nhả chuột ra ở đâu. Ví dụ màu đỏ bắt đầu từ cạnh này, màu xanh bắt đầu từ cạnh này, và giữa cái khoảng hai cái cạnh này là bắt đầu chuyển, chuyển dần, chuyển bằng các thanh thẳng, cứ đỏ giảm dần chuyển sang xanh, và xanh giảm dần dần chuyển sang đỏ. Thế còn nếu như mà tôi đặt chuột tít ở đây mà tôi kéo ra đến đây thì sao? Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khoảng mà xanh nguyên, khoảng đỏ nguyên thì rất là rộng, nhưng còn cái khoảng mà trộn giữa hai màu xanh và đỏ đấy thì nó là ít đi. Cái khoảng trộn này thì nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái chỗ mà chúng ta bắt đầu nhấp chuột và cho đến chỗ chúng ta nhả chuột ra, thì đấy chính là những cái điểm bắt đầu pha trộn. Còn trước điểm đấy và sau điểm đấy thì là màu nguyên giữa hai cái màu gốc, màu tiền cảnh và màu hậu cảnh. Biến thể thứ hai là gì? Biến thể thứ hai là tô theo vòng tròn. Tô theo vòng tròn thì trường hợp này chúng ta sẽ có cách tô như thế này, cũng vẫn kéo chuột thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy hai màu, một màu nằm ở tâm và một màu thì nằm ở phía ngoài, bao xung quanh cái màu kia, và giữa màu nọ và màu kia nó sẽ chuyển dần qua nhau, nó chuyển dần qua nhau bằng các cái vòng tròn màu đấy, bằng các vòng tròn màu. Trường hợp thứ ba, biến thể thứ ba là tô theo góc. Tô theo góc là tô thế nào? Tô theo góc tức là chúng ta cũng kéo một đường, đúng không? Chúng ta kéo một đường thì chúng ta sẽ có hai màu chính nó nằm cạnh nhau và nó sẽ chuyển bằng các múi tam giác. Đây, ví dụ múi tam giác như thế này, chuyển dần. Mỗi một múi tam giác này thì nó lại ngả thêm về cái màu còn lại một tí, và ngược lại màu đỏ cũng vậy. Trường hợp thứ tư, trường hợp này gọi là reflex hay là tô lật. Tô lật thì nó thực ra chúng ta có thể coi nó là một cái biến thể của tô linear này thôi. Cũng vẫn gồm có hai màu, một màu nằm giữa và một màu còn lại thì nằm hai bên. Hai bên đây thì chúng ta có thể là có trái phải, hoặc là tùy theo tay kéo của chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Trên dưới. Đấy, một màu nằm giữa và màu còn lại nằm hai bên. Tất nhiên là cũng sẽ chuyển dần vào nhau theo các đường thẳng. Và cái cuối cùng, cái biến thể cuối cùng đó là tô chuyển theo hình vuông. Thì cái này là nó hơi giống như kiểu tô tròn đó. Tức là một màu sẽ nằm ở tâm, màu còn lại thì sẽ nằm bao xung quanh và chuyển dần vào nhau theo từng bước theo cái hình vuông. Thế như vậy là chúng ta có 5 cái biến thể kiểu tô. Đến bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai ở trong này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có foreground to background này. Trường hợp thứ hai của chúng ta là foreground to transparency. Thế thì cái này nó chỉ dùng một màu duy nhất thôi, là màu tiền cảnh. Hiện tại của chúng ta đang có màu đỏ, đúng không? Tôi kéo một đường này, các bạn sẽ thấy là tôi có màu đỏ chuyển dần từ trái này sang phải, nhưng mà cứ mỗi một bước chuyển thì nó lại yếu đi một tí, trong lên một tí, cho tới lúc mà chúng ta sẽ có một cái đoạn trong suốt không có màu nữa. Tất nhiên tất cả những cái biến thể này các bạn đều có thể dùng, và trong các biến thể như thế này thì nó cũng sẽ có một cái phần trong và một phần đậm đó. Ví dụ đây, tôi chọn cái tròn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có gì đây, tâm thì có màu mà ở ngoài thì chuyển dần và thành trong suốt. Trường hợp chúng ta dùng cái nón này chẳng hạn, đây, thì chúng ta sẽ có cũng chuyển xoáy như này, và đến một lúc nào đấy thì trong suốt. Trường hợp chúng ta sử dụng reflex cũng vậy đó, thì sẽ có ở giữa này là đậm, là màu tiền cảnh, sau đó thì chuyển dần sang hai bên là trong suốt dần. Trường hợp cuối cùng là tô vuông, đúng không? Ở tâm là có màu, chuyển dần ra nhạt dần và trong suốt. Thế thì đấy là cái biến thứ hai nhé, là foreground to transparency. Còn trường hợp cuối cùng thì các bạn có thiết lập màu gì ở hai ô này nó cũng không quan tâm, nó chỉ tô hai màu đen và gì đã, đen và trắng. Đấy, biến thể kiểu gì cũng là đen và trắng. Đấy, chỉ hai màu đấy thôi. Thế thì
ghi nhớ kỹ cho tôi ba cái kiểu đặc biệt đấy. Thế còn lại các kiểu sau thì có cần quan tâm không? Lấy mà dùng thế thôi, nếu như mà các bạn thấy là nó đúng như mong muốn của mình. Thế đến đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta được cung cấp một số các cái mẫu màu pha sẵn ở đây. Thế thì số lượng màu pha sẵn này có nhiều hay không? Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì cũng không nhiều lắm. Nó chỉ có mười mấy mấy kiểu thôi, đúng không? Nó chỉ có mười mấy kiểu thôi. Thế thì mười mấy kiểu này thì không đủ cho chúng ta làm việc rồi, đúng không? Không đủ cho chúng ta làm việc, chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp các thư viện khác. Hôm trước thì chúng ta làm việc với lại mẫu tô pattern thì chúng ta cũng đã biết cách là lấy các thư viện mẫu pattern ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm các mẫu tô của kiểu tô chuyển. Thế đây, cũng sổ danh sách này ra, không ưng tất cả những cái này thì các bạn bấm vào biểu tượng của bánh xe ở đây. Danh sách mở ra thì các bạn tìm cho tôi từ dưới đáy này cho tới lúc mà gặp phải cái vạch ngăn cách này thôi. Đấy, toàn bộ ở đây là các thư viện màu của Photoshop cung cấp cho chúng ta. Ví dụ như là tôi muốn mô tả một cái chất liệu gì đấy chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi muốn mô tả chất liệu kim loại, tôi chọn cái thư viện kim loại này. Và cũng giống như là mẫu tô pattern, nó cũng cho chúng ta ba lựa chọn. Một là thôi, không thay đổi gì cả. Hai là thay tất cả những cái thư viện hiện có bằng thư viện mới. Và thứ ba là giữ lại tất cả các màu hiện có và đưa thêm các màu ở thư viện mới vào, tùy các bạn chọn. Tôi thì thường là tôi thay thì thay luôn, không có dính dáng đến thư viện cũ cả. Và bây giờ chúng ta chỉ việc chọn lấy một màu, sau đó thì chúng ta tiến hành tô. Kết quả chúng ta sẽ có được những cái màu mà nó đã có cái tính chất tương phản rất là cao, giống như là cái độ bóng bề mặt của cái chất kim loại. Thế thì đến đây chúng ta không thích cái chế độ này, chúng ta lại tìm một cái chế độ khác, tìm một chất liệu khác, chẳng hạn như là chúng ta chọn một cái thư viện pastel chẳng hạn. Khi mà chúng ta muốn mô tả về một cái chất liệu giống như là một cái bức tranh vẽ màu phấn màu chẳng hạn, đúng không? Thì tôi chọn những cái chất phấn màu. Những cái chất này thì màu nó rất là nhẹ, tương phản ít, nó mô phỏng lại cái bề mặt nó tương đối xốp và màu nhẹ của cái chất phấn màu, ví dụ như thế. Thế thì cách mà chúng ta tải ra những cái thư viện để chúng ta tìm kiếm những cái màu cho sẵn ở trong Photoshop thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Thế nhưng mà các bạn cần phải nhớ là những cái thư viện này khi chúng ta dùng thì cứ dùng vậy thôi, nhưng mà luôn luôn sẽ có lúc chúng ta cần phải quay trở lại với lại ba cái định dạng đầu tiên, cái thư viện đầu tiên đấy. Thế thì quay như thế nào? Quay thì chúng ta lại sổ danh sách ra và chúng ta bấm vào cái bánh xe này. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là Reset Gradient ở cái tầng phía trên này. Đấy. Với lệnh này thì nó sẽ giúp chúng ta quay trở lại cái thiết lập mặc định của công cụ tô chuyển. Và chúng ta sẽ lại quay trở về với lại cái định dạng lúc đầu tiên. Đấy. Cái này thì cực kỳ để ý nhé, tại vì nếu mà không quay được trở về đây này, rất nhiều thứ các bạn sẽ không làm được. Thế đến đây thì chúng ta đã làm quen với lại cái cách để mà tô cơ bản, cách tìm các cái thư viện, cách thay thế các thư viện, cách quay trở về cái thư viện mặc định. Thế đến đây thì chúng ta đã bắt đầu có thể tô được rồi, nhưng trong một chừng mực nào đó thì chúng ta cũng cần phải can thiệp vào. Ví dụ như là tôi mở một cái thư viện này ra, tôi thấy là cái màu này nó cũng gần giống như là yêu cầu của tôi rồi, nhưng nó vẫn còn khác một chút, thì tôi có thể là mở cái thư viện này ra, tôi sẽ điều chỉnh nó thêm một tí, có thể là điều chỉnh về mặt khoảng cách, có thể điều chỉnh về sự tham dự của các màu ở trong này, có thể là thêm màu hoặc bớt màu. Thì đây chúng ta sẽ làm như sau. Để mà điều chỉnh một cái màu thì chúng ta sẽ làm bằng cách là không phải sổ danh sách ra như thế này nữa, mà các bạn hãy bấm thẳng trực tiếp vào cái cửa sổ xem trước này cho tôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là
nó chú thích rất là rõ nhé. Bấm vào cái mũi tên này thì là để mở gì đấy ạ, mở cái thư viện ra. Thế còn nếu mà tôi chọn vào đây mà tôi bấm thì nó sẽ là mở gì đây, click to edit the gradient, tức là để điều chỉnh cái màu tô. Khi tôi bấm vào đây thì một hộp thoại sẽ mở ra ở giữa màn hình như này, chứ không phải là một cái danh sách nhỏ sổ ra. Và đến đây thì các bạn cũng nhìn bảo là ở đây có gì khác đâu, nó cũng vẫn có từng đấy màu cả. Nhưng các bạn nhìn rất rõ ở đây là nó có sự khác biệt là gì, nó còn có các tham số để cho chúng ta có thể can thiệp vào. Tôi chọn màu nào ở trên này thì nó cũng sẽ hiển thị một dải màu mẫu ở bên dưới cho tôi quan sát. Và cách thức để mà chúng ta can thiệp thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta giải thích về các cái thành phần và cái công dụng của cái dải màu phía dưới này. Cái phần mà xem trước này thì nó cho chúng ta xem một cách rõ ràng hơn cái ô con này, và nó cung cấp cho chúng ta các cái phương tiện để mà chúng ta có thể can thiệp vào, chúng ta thay đổi vào cái mẫu tô này. Các bạn nhìn ở dải màu này thì ở hai đầu nó có những con trượt, ở phía dưới này thì mỗi đầu có một con trượt. Cái này chúng ta gọi bằng thuật ngữ nó là color stop, hay là chúng ta gọi nôm na là cái con trượt điều khiển màu. Đấy, còn thuật ngữ ở trong Photoshop thì nó sẽ gọi là color stop. Và khi các bạn bấm vào một color stop nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có sự khác đi, vì cái phần đầu tam giác ở phía trên này bắt đầu nó đen đi để báo hiệu rằng là cái này được chọn. Và khi một color stop được chọn thì nó sẽ kích hoạt cái trường color này lên để nó thông báo rằng cái con trượt này nó đang được gán cái màu này. Ngoài cái giá trị màu thì các bạn còn nhìn thấy có thêm một cái giá trị nữa là giá trị location. Thì một cái dải màu này thì nó có các giá trị đầu trái nó gọi là 0, đầu phải là 100. Đây, và chúng ta có thể kéo nó đi tới một vị trí nào đó trên cái dải này. Bình thường là từ khoảng màu thứ nhất sang khoảng màu thứ hai nó chia ra là 100 phần. Đấy, bất kể là cái đoạn đấy ngắn hay là dài, rộng hay hẹp. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là nó cân đối giữa hai màu, mỗi màu chiếm 50%. Nhưng nếu mà tôi kéo cái dải này ra thì khi mà trộn màu thì màu xanh ở bên đầu này sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Sau đó thì nó mới đến đoạn pha giữa màu xanh và màu đỏ. Thế còn một trường hợp thứ hai nữa chúng ta có thể làm, đó là chúng ta có một cái điểm điều khiển ở giữa này, chúng ta gọi là midpoint. Midpoint này thì nó cũng sẽ nằm ở đúng vị trí khoảng 50% giữa hai cái color stop. Và bằng việc kéo cái midpoint này sang phía màu nào thì có nghĩa là chúng ta sẽ giảm cái giá trị, cái ưu tiên của cái màu đó, và chúng ta sẽ tăng cái khoảng giá trị cho màu còn lại. Thế đây là nói về tỷ lệ. Thế còn thay màu thì sao? Có thay được không? Thay được. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn lấy một color stop. Sau khi chọn color stop thì các bạn bấm tiếp vào ô color phía bên dưới này. Nó sẽ mở ra color picker và cho phép các bạn chọn lấy một màu bất kỳ. Sau khi các bạn chọn màu thì lập tức nó sẽ hiển thị cái màu mà các bạn đang chọn ở đây. Tất nhiên là cho chúng ta preview thôi nhé. Cho tới khi nào chúng ta nhấp OK thì nó mới xác nhận. Còn nếu không, bây giờ mới chỉ là cái quãng gọi là trong cái thời điểm mà chúng ta chọn màu thôi. Và đây chính là preview cho chúng ta xem trước, xem là nếu chọn cái màu này thì nó sẽ tạo ra cái gì. Nếu ưng ý rồi thì các bạn nhấp OK ở đây và cái màu mới sẽ được cập nhật vào cái điểm color stop này. Tương tự như thế, nếu tôi muốn thay màu bên này, tôi chọn điểm color stop bên này, bấm vào ô color, chọn một màu và chúng ta sẽ thấy màu mới được cập nhật vào đây. Như thế là chúng ta đã thêm được một cái thao tác nữa là chúng ta có thể thay đổi được những cái màu hiện có ở trong cái mẫu mà Photoshop cho sẵn. Và lúc đầu tiên chúng ta nói rằng là cái thao tác tô màu chuyển thì ít nhất là nó đòi hỏi chúng ta phải có hai màu khác nhau. Thế nhưng mà đấy là minimum tối thiểu thôi. Còn tôi muốn là 3 màu, 4 màu, 10 màu có được hay không? Thì câu trả lời là được, và cách thêm các màu rất là dễ. Các bạn quan sát ở đây là mỗi một đầu này chúng ta chỉ có một color stop thôi. Nhưng nếu các bạn muốn thêm một color stop mới thì các bạn chỉ việc là kích chuột vào một cái điểm trống nào đó ở trên cái khoảng cách giữa hai cái màu chính này.
các bạn kích vào đâu thì nó sẽ tạo ra một color stop mới và nó sẽ đưa màu vào đây. Cái màu này thì ở đâu ra? Màu này chính là cái màu mà chúng ta điều chỉnh sau đó. Đấy chính là cái màu xanh mà lấy ở trong mẫu. Bây giờ các bạn không thích xanh này, các bạn có thể chọn một xanh khác đó, thêm một màu nữa này. Đấy, và tôi lại chọn một màu mới này, thêm một màu nữa này, rồi chọn một màu nữa. Như vậy là các bạn thích thêm bao nhiêu màu cũng được, cứ kích chuột và các bạn chọn thêm màu đi, nó sẽ đưa vào đây. Các con chuột này có kéo chuột được không? Được. Giữa mỗi một cái color stop này luôn luôn nó sẽ có một cái điểm midpoint để ra dạng ưu thế cho một màu nào đó trong hai cái màu đó. Thế đến đây thì các bạn thấy là từ một cái kiểu mẫu tô mà nó chỉ có hai màu, bây giờ chúng ta đã thêm được vào thành ra là 5-6 màu đó. Muốn thêm nữa cũng được. Như vậy là chúng ta đã can thiệp được vào số lượng màu. Thế nhưng sẽ có một cái thao tác ngược lại nữa. Bây giờ tôi làm quá đi mất rồi. Tôi chỉ cần ví dụ như pha một cái màu cầu vồng 7 sắc thôi chẳng hạn. Tôi có 7 ô màu rồi. Bây giờ tôi lại chót, tôi lại làm đến ô màu thứ 8, thứ 9. Nhiều quá. Bây giờ tôi bớt được không? Thì bớt cũng được. Đương nhiên là thêm được thì bớt được. Và bớt thì nó cũng rất đơn giản. Các bạn quan sát thao tác nhé. Chỏ chuột vào cái điểm color stop mà các bạn muốn loại bỏ, nhấp giữ chuột và các bạn kéo xuống phía dưới, kéo nó khỏi cái dãy màu đó là xong. Khi kéo khỏi thì lập tức cái màu này bị loại ra khỏi cái dãy màu mà chúng ta đang pha. Như vậy là chúng ta biết thêm một thao tác nữa là loại bớt một màu ra khỏi cái dãy tô màu chuyển. Thế đến đây tôi và các bạn tô thử xem nó ra cái gì nhé. Đây tô. Chúng ta đã có cái mẫu tô là nhiều màu rồi. Đó. Bây giờ khoan nói đẹp hay là chưa đẹp, đó, thuận mắt hay chưa thuận mắt, mà chúng ta nói rằng là chúng ta đã tùy biến được cái mẫu màu tô này mà chúng ta đã làm thành một mẫu màu tô có 7 sắc cầu vồng rồi. Thế bây giờ điều chỉnh tiếp, chúng ta sẽ xem các cái con trượt ở phía dưới này hay là con trượt color stop là chúng ta đã làm quen thử và chúng ta đã biết cái vai trò của nó chính là để ra giảm thêm bớt các số lượng màu. Thế còn các cái con trượt phía trên này thì nó có vai trò gì? Thì chúng ta bấm vào đây. Khi chúng ta bấm vào một trong hai con trượt này thì chúng ta thấy có một cái trường được kích hoạt lên, không phải là trường color phía dưới mà nó là trường opacity. Vậy thì chúng ta biết rằng là các con trượt này nó là điều khiển độ trong đục của màu và trong thuật ngữ thì nó gọi là opacity stop. Opacity stop thì nó cũng giống như là màu ban đầu, nó chỉ có hai cái điểm nằm ở hai đầu thôi. Và nếu như chúng ta không có can thiệp gì thì mặc nhiên hầu như là cái con trượt này nó sẽ ở cái giá trị opacity là 100%. Có nghĩa là màu của chúng ta tô ra nó sẽ đậm đặc và không nhìn xuyên qua được. Và giữa hai cái opacity stop này nó cũng có một cái midpoint để nó điều khiển nếu như hai cái này nó vênh nhau với opacity. Thế còn thêm bớt được không? Đây, thêm bớt chúng ta cũng thêm được. Và về mặt nguyên tắc, cứ bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra một opacity stop tiếp theo. Và lưu ý rằng là nó luôn luôn nhại lại cái điểm opacity stop gần nhất mà chúng ta điều chỉnh. Ví dụ bây giờ tôi làm một cái opacity stop chỉ độ khoảng 50% thôi, thì những cái chỗ nào mà dưới 100% thì bắt đầu tạo ra một cái khoảng trong ở trong cái dãy màu. Và nếu bây giờ tôi chọn, tôi tạo thêm một cái nữa thì lập tức nó sẽ nhại lại cái giá trị gần nhất. Cái vừa rồi tôi làm 50% thì cái này tôi bấm vào nó cũng 50% thôi. Nếu bây giờ tôi giảm cái này xuống 30% chẳng hạn thì cái mới mà tôi làm nó cũng sẽ lập tức nó cũng có giá trị 30% opacity thôi, là nó trong nhiều hơn. Và bớt đi được không? Cũng bớt dễ y như là color stop thôi. Bấm chuột vào đây và các bạn kéo nó ra, kéo nó ra khỏi dãy màu. Ok, như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được cái thao tác là thêm bớt các màu và thêm bớt các điểm trong đục của màu. Thế thì đến đây chúng ta sẽ
làm thử một cái ví dụ như thế này nhé, để mà chúng ta hình dung về cái cách ứng dụng của mẫu tô. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác bằng cách là lấy một cái ảnh đã có, sau đó thì chúng ta sẽ gán cho nó một cái cầu vồng bằng sắt vào trong đó. Và cách làm thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ tô truyền.